Sau khi xem chuỗi video này và xem trật tự thế giới của phương Tây do Mỹ lãnh đạo trông như thế nào khi không được nhìn qua lăng kính màu hồng của các phương tiện truyền thông phương Tây, chắc chắn chúng ta đã có đủ dữ kiện để hiểu hệ thống đó không phải là tinh hoa của nhân loại, mà chỉ là một hệ thống lũng đoạn phục vụ cho giới đầu sỏ chính trị, thậm chí nó còn không phải là phục vụ cho người dân phương Tây. Vậy thì từ phần này trở đi, chúng ta sẽ chuyển qua những gì Nga sẽ mang lại cho thế giới. Truyền thông và chính trị gia phương Tây luôn tạo ấn tượng rằng Nga có khao khát được sống trong một nền dân chủ kiểu phương Tây. Nhưng điều đó có đúng không? Một cuộc khảo sát đã cung cấp cho chúng ta câu trả lời về điều đó. Tất nhiên, các cuộc khảo sát cũng có thể bị thao túng, nên trước hết chúng ta phải xem ai đang thực hiện cuộc khảo sát mà chúng ta sẽ nhắc tới sau đây. Dĩ nhiên, vẫn theo logic của mình, chúng ta nên lấy những bằng chứng từ những nguồn được coi là đối thủ và ít nhất trông nó có vẻ trung lập. Vì vậy, những thông tin từ những nguồn như vậy có thể nói rằng nó mang ý nghĩa của sự chấp nhận không thể chối bỏ từ các đối thủ của Nga. Cuộc khảo sát đến từ trung tâm Levada của Nga được truyền thông phương Tây cũng trích dẫn nó. Trung tâm Levada không chỉ độc lập với nhà nước Nga mà thậm chí nó còn được phân loại là đại lý nước ngoài vào năm 2016 bởi vì nó chắc chắn nhận được các khoản tài trợ từ quỹ Soros, quỹ dân chủ quốc gia NED của Mỹ, quỹ Ford và các tổ chức xuyên đại Tây Dương khác của Mỹ. Trung tâm Levada này gần với phương Tây hơn và không bị nghi ngờ đang truyền bá tuyên truyền của Nga. Vậy nên, chúng ta sẽ trích dẫn báo cáo của trung tâm Levada này để xem những thứ mang hàm nghĩa là một sự chấp nhận không thể chối bỏ từ các đối thủ của Nga. Trong nhiều năm, trung tâm Levada thường xuyên thực hiện các cuộc khảo sát hỏi người Nga rằng họ muốn sống như thế nào. Mặc dù nếu nhìn vào hầu hết các báo cáo của tổ chức này đều nêu lên những vấn đề xã hội rất xấu ở Nga. Dĩ nhiên, quét nhà ra rác là chuyện hiển nhiên. Nhưng để trả lời cho câu hỏi người Nga có muốn sống theo mô hình phương Tây hay không thì câu trả lời của Levada có thể nói là mức tiêu cực nhất với Nga và tích cực nhất với phương Tây sẽ có những kết quả như sau. Nhìn chung các kết quả không được thảo luận quá nhiều ở phương Tây và cũng không được thảo luận quá nhiều ở Nga bởi vì hình như cả chính phủ Nga và cả phương Tây đều không thích những báo cáo như vậy. Câu hỏi đầu tiên của cuộc khảo sát là bạn muốn Nga đứng đầu một cường quốc các quốc gia khác kính trọng và sợ hãi hay một quốc gia có mức sống cao nhưng không nằm trong số các quốc gia mạnh nhất thế giới? Câu trả lời cho câu hỏi này đã rõ ràng kể từ khi câu hỏi này được đưa ra lần đầu tiên vào năm 2003. Hiện nay, 2/3 người Nga thích sự thịnh vượng hơn là trở thành một cường quốc số 1. Đến năm 2014-2015, sau khi Nga lấy lại Crimea, thì cuộc khảo sát này có chút thay đổi cân bằng hơn với số lượng người muốn Nga trở thành cường quốc số 1 và số lượng người muốn Nga chỉ cần trở nên thịnh vượng không cần là số 1. Hai câu trả lời này gần như là ngang bằng nhau. Vậy, nếu người Nga đều có mong muốn quốc gia của họ trở nên thịnh vượng và là một trong những cường quốc, thậm chí là số 1 thế giới, thì liệu người Nga có muốn sống theo mô hình của phương Tây hay không? Đó là nội dung của câu hỏi tiếp theo. Bạn nghĩ hệ thống chính trị nào tốt hơn? Liên Xô trước những năm 90, hệ thống ngày nay hay một nền dân chủ kiểu phương Tây? Kết quả cho những cuộc khảo sát này thay đổi theo thời gian, nhưng cơ bản nó sẽ có những kết quả dựa theo độ tuổi. Những người trẻ dưới 25 có 30% thích mô hình của Liên Xô, trong đó họ thích mô hình hiện nay của Nga chỉ là 20% và của phương Tây là 32%. Đây là độ tuổi có niềm yêu thích nhất với dân chủ phương Tây, với tỷ lệ cao nhất là 32%. Và khi độ tuổi ngày càng cao thì tỷ lệ thích mô hình chính trị của Liên Xô ngày càng tăng và đỉnh điểm tới khoảng 55 tuổi thì có tới hơn 61% số người được hỏi thích mô hình của Liên Xô. Còn mô hình của Nga hiện tại và dân chủ phương Tây thì vẫn có tỷ lệ gần với nhau, nhưng sự nhỉnh hơn dành cho mô hình của Nga hiện nay. Với cuộc khảo sát này cho thấy, giới trẻ là những người cuồng phương Tây nhất, nhưng cũng chỉ ở mức độ 32%, còn 68% còn lại là mô hình khác, tức là trong suốt tất cả các thời kỳ lịch sử được khảo sát, theo tất cả các độ tuổi, thì tỷ lệ người Nga thích sống mô hình chính trị của phương Tây luôn chỉ chiếm thiểu số và độ tuổi ngày càng tăng thì sự ủng hộ cho chính trị phương Tây ngày càng giảm, còn sự ủng hộ cho Liên Xô hầu như chiếm đa số trong tất cả các độ tuổi. Câu trả lời này có lẽ sẽ làm hài lòng cả chính phủ Nga lẫn chính phủ phương Tây bởi vì đa số người Nga luôn ủng hộ một hệ thống Liên Xô kể từ khi câu hỏi được đặt ra vào năm 1996. Nhưng tại sao hầu hết người Nga đều muốn mình trở thành một cường quốc thịnh vượng nhưng họ lại mong muốn một hệ thống kiểu Liên Xô như vậy? Một hệ thống vốn đã sụp đổ, nghe có vẻ hơi thiếu logic. Nhưng nếu bạn đặt mình trên góc nhìn của những người dân, bạn sẽ thấy rằng sự quan tâm của họ không phải nằm ở vấn đề chính trị mà nằm ở vấn đề an sinh xã hội.
mọi người liên kết an sinh xã hội với Liên Xô, bởi vì Liên Xô không có nỗi sợ hãi hiện hữu nào, bất chấp mọi bất bình và thiếu thốn nhiều thứ, thì mọi người cơ bản vẫn có những thứ họ cần, và nhà nước Liên Xô thậm chí còn đảm bảo rằng mọi người đều có thể đi nghỉ ít nhất mỗi lần mỗi năm. Không có gì ngạc nhiên khi thế hệ cũ nói riêng nhìn Liên Xô một cách hoài niệm, còn đối với những người Nga trẻ tuổi thì Liên Xô có nghĩa là lạc hậu, đổ nát, cồng kềnh và quan liêu. Những người Nga trẻ nhất bày tỏ sự ủng hộ ít nhất vẫn là 30% đối với hệ thống của Liên Xô. Như vậy, phần lớn người Nga không muốn sống trong một hệ thống của phương Tây, và tuổi ngày càng tăng thì tỷ lệ thích mô hình phương Tây lại càng giảm. Câu hỏi thứ 3 trong khảo sát là: bạn nghĩ hệ thống kinh tế nào sẽ đúng hơn, một hệ thống kinh tế kế hoạch và phân phối của chính phủ hay một hệ thống dựa trên sở hữu tư nhân và thị trường? Cách đặt câu hỏi này mang tính định hướng rất cao bởi vì nó không cho phép một lựa chọn nền kinh tế kết hợp giữa thị trường tự do và quản lý nhà nước như cách Nga đang làm. Vậy nên đây là câu hỏi khó cho người trả lời. Tuy nhiên, sự tiến triển của các câu trả lời qua các năm cho thấy rõ nước Nga đang phát triển như thế nào sau khi Liên Xô sụp đổ. Câu hỏi đã được đặt ra từ những năm 1992. Vào thời điểm đó, bất chấp sự nghèo đói cay đắng, niềm hân hoan trước sự thay đổi vẫn còn rất lớn và đa số người muốn có một hệ thống kinh tế thị trường kiểu phương Tây. Nhưng sau những diễn biến cho thấy người Nga đã nhanh chóng bị cuốn theo khủng hoảng và liên tục mất mát tài sản quốc gia, đời sống người dân vẫn tiếp tục tệ hơn so với thời Liên Xô. Vậy nên từ những năm 1997, người Nga đã bắt đầu có mong muốn một nền kinh tế kế hoạch quay trở lại. Sau khi Putin làm tổng thống vào năm 2000, xu hướng này gần như đã dừng lại và tỷ lệ các câu trả lời gần như đã ổn định. Trong đó, tỷ lệ người muốn sống trong một nền kinh tế thị trường chiếm đa số. Nhưng vì trong bản khảo sát chỉ có hai lựa chọn là kiểu Liên Xô và kiểu phương Tây, nên sự lựa chọn kiểu kinh tế thị trường này không đồng nghĩa với kiểu thị trường phương Tây. Khi báo chí phương Tây đưa tin rằng người Nga mong muốn có một hệ thống kinh tế chính trị kiểu phương Tây, thì đó là tin giả. Đúng hơn thì những cuộc khảo sát cho thấy rằng người Nga nói chung có một mong muốn hơn tất cả, họ muốn sống trong sự ổn định và thịnh vượng. Những trải nghiệm với nền dân chủ phương Tây và chủ nghĩa tư bản không được chọn lọc của nó vào những năm 1990 tiếp tục gây tác động ở Nga đến ngày nay, và kể từ năm 2014, người Nga một lần nữa đã nhìn thấy, bằng cách sử dụng ví dụ của Ukraine, một hệ thống do phương Tây thống trị có thể gây ra những hậu quả gì cho một quốc gia. Nhiều người Nga có người thân và bạn bè ở Ukraine, và có tới 5 triệu người Ukraine đã di cư sang Nga hoặc thậm chí bỏ chạy vì Kiev đã pháo kích vào cư dân của Donbass. Vì vậy, người Nga biết tận mắt người Ukraine đã trở nên nghèo khó đến mức nào sau Maidan. Ngày nay, đây là một quốc gia nghèo nhất châu Âu. Như đã thấy, người Nga luôn thích mô hình Liên Xô, nhưng tại sao đa số người Nga không bỏ phiếu cho những người cộng sản, những người luôn chỉ giành được khoảng 15 số phiếu bầu? Thì như đã giải thích, điều người dân thích ở Liên Xô là sự chăm lo của nhà nước theo kiểu bao cấp. Ở đó, họ có thể khó khăn nhưng không sợ rủi ro. Và cần phải biết rằng, kế hoạch của Putin không đồng nghĩa với việc quay trở về thời kỳ Liên Xô. Những người cộng sản ngày nay cũng không muốn quay trở về thời kỳ trước đó. Người Nga hiện nay có một hướng đi khác. Có quá ít người thích nền kinh tế phương Tây, cũng có nhiều người thích mô hình Liên Xô nhưng không thể quay lại được. Vậy họ đang có sự kết hợp của nền kinh tế thị trường tự do cùng với sự quản lý và điều phối của nhà nước. Đó là một nền kinh tế có vẻ tương tự như Việt Nam và Trung Quốc, nhưng cũng có những nét đặc trưng riêng của Nga mà chúng ta không muốn bàn ở đây. Chỉ cần biết rằng, ở Nga không thích và không phải là mô hình phương Tây. Nhưng nền dân chủ ở Nga có điểm chung nào với phương Tây không? Tất nhiên là có. Nền dân chủ ở Nga giống nền dân chủ ở phương Tây tại một khía cạnh. Như đã phân tích về dân chủ phương Tây trong ví dụ của Đức, người dân buộc phải chọn giữa kẻ ác và kẻ ít ác hơn. Những đảng phái họ buộc phải lựa chọn, mặc dù không phải họ ủng hộ tất cả những kế hoạch của đảng đó. Thì ở Nga cũng tương tự. Cuối cùng, người dân Nga cũng bỏ phiếu cho kẻ ít ác hơn, và hầu hết người dân Nga thì kẻ đó là Putin. Bởi vì khi bầu cho Putin, họ biết được rằng họ có điều gì. Cử tri của ông không mong muốn bất cứ điều gì hoa mỹ từ ông. Thậm chí, cử tri của Putin không thể ủng hộ hết tất cả những kế hoạch của Putin và cũng không hiểu hết mọi thứ mà Putin đang làm. Điều mà người dân Nga nhìn thấy ở Putin đó là muốn Putin tiếp tục giữ cho đất nước ổn định và duy trì sự thịnh vượng đã có ở Nga kể từ khi cuộc bầu cử của Putin năm 2000. Và bạn có thể nghĩ những gì bạn muốn về Putin, xấu hay tốt tùy bạn. Nhưng người Nga muốn sự thịnh vượng và ổn định cho Nga, và đó chính xác là những gì Putin đã làm trong suốt 20 năm vừa qua. Sau khi theo dõi chuỗi video này của mình và biết về nền dân chủ phương Tây do Mỹ lãnh đạo trông như thế nào khi không được nhìn qua lăng kính màu hồng của các phương tiện truyền thông phương Tây, bây giờ đây chúng ta hãy chuyển sang những gì mà Nga có thể mang lại cho thế giới. Trên thực tế, có trường hợp Nga không nhìn thấy mình trong cuộc chiến với Ukraine,
mà Nga nhìn thấy mình trong một cuộc chiến đối đầu trực diện với phương Tây, trong đó Ukraine chỉ là một mặt trận như chúng ta đã trình bày ở nhiều phần trước. Phương Tây đã phụ thuộc nhiều vào các tổ chức quốc tế, ví dụ như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, OSCE đã trở thành một công cụ của phương Tây nhờ đa số phiếu bầu từ các quốc gia phương Tây. Điều tương tự cũng áp dụng cho các thỏa thuận quốc tế như Công ước Quốc tế về Vũ khí Sinh học. Các cơ quan xếp hạng thường được hướng dẫn bởi những cân nhắc chính trị thay vì những chỉ số khách quan. Các tổ chức phi chính phủ có vẻ trung lập như Phóng viên Không Biên Giới đều được phương Tây tài trợ và họ sẽ cung cấp chính xác những gì mà phương Tây muốn nghe. Do đó, ở Nga, người ta đang cân nhắc việc thành lập các tổ chức thay thế kiểu này không nằm dưới sự kiểm soát của từng quốc gia hoặc một nhóm nhỏ quốc gia mà nó thực sự trung lập. Đó là việc chống lại các công cụ do phương Tây kiểm soát bằng một thứ được quốc tế tin tưởng và không bị dẫn dắt bởi các lợi ích chính trị. Chúng ta có một đoạn trích ngắn là một phần trong kế hoạch của Nga về các cách tái tạo lại các tổ chức khách quan và được quốc tế tôn trọng để có thể thay thế các tổ chức đã bị phương Tây tiếp quản. Trong đoạn trích ngắn này có 3 chủ đề cốt lõi được người Nga đề cập và sẽ là các tổ chức trong tương lai. Thứ nhất, bầu cử. Cơ quan giám sát và chuyên môn bầu cử quốc tế. Nhiệm vụ chính của cơ quan này sẽ là thực hiện các nhiệm vụ quan sát dài hạn và ngắn hạn ở các quốc gia khác nhau, phát triển phương pháp thảo luận và báo cáo về bầu cử quốc tế, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về lĩnh vực bỏ phiếu điện tử, trọng tâm là Nga, nhằm tư vấn và triển khai các phương án hay nhất ở các quốc gia khác nhau thông qua các mạng lưới đối tác. Thứ hai, khối chính trị xã hội, thành lập các tổ chức để đánh giá cơ cấu dân chủ của các quốc gia và việc tuân thủ nhân quyền. Hoạt động chính của các tổ chức này sẽ là chuẩn bị đánh giá riêng của họ về mức độ dân chủ và bảo vệ quyền công dân ở các quốc gia, xuất bản các báo cáo chi tiết và bài viết về các chủ đề nêu trên, giám sát các trường hợp vi phạm quyền bầu cử và chính trị của công dân ở nước ngoài. Phản ứng nhanh chóng đối với các hành vi vi phạm quyền tự do bầu cử, quyền tự do chính trị của công dân dưới hình thức phát biểu chính thức, thông cáo báo chí và bình luận. Thứ ba, khối kinh tế xã hội, thành lập một số cơ cấu chuyên môn phê duyệt theo ngành. Hoạt động chính của các tổ chức này sẽ là trật tự thế giới của Nga, đánh giá và xếp hạng của các chuyên gia, các doanh nghiệp, cấp giấy phép kinh doanh quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế để hợp tác thương mại, xuất bản các tài liệu về kinh tế quốc tế. Đây chỉ là một đoạn trích ngắn, nhưng nó cho thấy rõ những gì đang được nghĩ đến ở Nga. Nó không hơn không kém việc thay thế các tổ chức đang bị phương Tây thao túng và nó tạo ra các tổ chức thay thế, nơi mục tiêu của Nga là thu hút càng nhiều quốc gia càng tốt vào các dự án này và tạo ra các nền tảng thực sự khách quan, phi đảng phái mà một quốc gia hoặc một nhóm quốc gia không thể chiếm đoạt. Bởi vì chúng ta đã hiểu cách thức hoạt động của các hệ thống phương Tây, đó là sức mạnh của các tổ chức phi chính phủ, là nền tảng của các nhà tài phiệt phương Tây. Họ đã đặt ra các chủ đề và đã tác động đến các quyết định chính trị theo ý muốn. Đây là điều mà nước Nga và các tổ chức phi chính phủ sau này muốn triệt tiêu hoàn toàn. Triệt tiêu việc một hoặc một nhóm nhỏ các quốc gia có thể tác động đến các quyết định chính trị theo ý muốn của họ. Có thể nói, có một tổ chức là điểm gặp gỡ của những kẻ đầu sỏ phương Tây và là nơi họ xác định hướng đi mà họ mong muốn. Tổ chức này là Diễn đàn Kinh tế Thế giới của Klaus Schwab. Có nhiều người tin rằng Putin và Nga là một phần của trò chơi trong Diễn đàn Kinh tế Thế giới và cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga không khác gì hơn là một sự đòi hỏi miếng bánh dành cho Nga trong các kế hoạch của các nhà tài phiệt phương Tây. Nhưng không, nó ngược lại. Nga không đòi miếng bánh ở hệ thống của các nhà tài phiệt phương Tây. Nước Nga đang hoàn toàn làm trái ngược với những gì mà các nhà tài phiệt phương Tây muốn đạt được trong tất cả các vấn đề quan trọng. Trên thực tế, đây chính xác là mâu thuẫn dẫn tới cuộc đối đầu. Nga đang phản đối yêu sách giành quyền lực của các nhà tài phiệt phương Tây. Có tin đồn rằng Putin cùng một ruột với các nhà tài phiệt phương Tây. Và từ những điều chúng ta mới nói ở trên, nghe có vẻ giống như Nga đang muốn thành lập nên các tổ chức đối ngược với phương Tây và có vẻ bản chất rồi cũng chẳng khác gì cách mà phương Tây đang vận hành những tổ chức đã có. Nga muốn lập nên những tổ chức mới rồi cuối cùng cũng phục vụ cho lợi ích của nước Nga mà thôi. Và có vẻ là vậy, điều này cũng chẳng sai bởi vì Nga đã bị đè nén ở hầu hết các tổ chức quốc tế do phương Tây lũng đoạn nên nhu cầu về những tổ chức tương tự khiến cho Nga có lợi hơn là điều hiển nhiên. Nhưng nếu Nga cũng muốn làm theo cách của phương Tây với mục đích chỉ vì quyền lợi của nước Nga thì chúng ta đã không có chuỗi video này, bởi nếu thật là như vậy thì Nga cũng chỉ trở thành một phương Tây thứ hai mà thôi. Nhiều nhà phân tích chỉ trích hệ thống của phương Tây và chúng ta cũng từ nhiều phân tích ở các video lần trước về cách hoạt động của những tổ chức này ra sao, rằng các tổ chức tài chính lớn như BlackRock và những tổ chức khác là những người chơi trong trò chơi địa chính trị thế giới. Nhưng đó chỉ là chúng ta đang chỉ ra cách thức hoạt động của nó để hiểu sâu hơn về hệ thống hiện tại của phương Tây, một hệ thống đã tồn tại.
Nhưng các quỹ, các tổ chức đó rõ ràng không phải là những người chơi trong hệ thống chính trị của phương Tây, mà nó chỉ là các công cụ của trò chơi. Vì chúng ta đã hiểu nền dân chủ của phương Tây rồi, nên chúng ta mới đi sâu vào các công cụ đó để hiểu cách hoạt động của nó. Còn giờ đây, chúng ta phải nhìn rộng hơn. Các quỹ, các tổ chức cũng chỉ là công cụ, và cách nhìn đó là một sự khác biệt rất quan trọng. Mình sẽ giải thích bằng một ví dụ đơn giản sau đây. Khi chúng ta nhìn thấy một ngôi nhà đã xây, chúng ta thấy rằng cần phải dựng giàn giáo, cần phải sử dụng máy trộn bê tông, cần phải có thợ xây. Nhờ đó, chúng ta đã có căn nhà mà chúng ta đang nhìn thấy, đó là dân chủ phương Tây. Nhưng với một ngôi nhà mới, nếu chúng ta chỉ tìm hiểu về việc giàn giáo có chức năng gì, máy trộn bê tông vận hành như thế nào, nếu cứ tập trung hết vào các tiểu tiết như vậy, thì chúng ta sẽ không thể hiểu nổi một ngôi nhà sắp tới trông nó sẽ ra sao. Để hiểu ngôi nhà sắp tới được xây dựng ra sao, chúng ta cần phải hiểu về thiết kế, kế hoạch xây dựng nó, các vật liệu. Dĩ nhiên, bản thiết kế và ngôi nhà sẽ không được xây dựng nếu không có giàn giáo hay các cách thức trộn bê tông. Nó rất quan trọng, nhưng nó không phải là chìa khóa để hiểu việc xây nhà. Chúng chỉ là những công cụ không thể thiếu. Và đây chính là góc nhìn để hiểu sự khác biệt. Với một nền dân chủ phương Tây, họ đã tạo ra các công cụ phù hợp để xây dựng nên ngôi nhà dân chủ của họ. Và một ngôi nhà gỗ thì công cụ sẽ khác một ngôi nhà bê tông. Một trật tự thế giới kiểu phương Tây, nơi họ muốn thống trị thì sẽ có các công cụ như các tổ chức để phục vụ cho sự thống trị. Một trật tự thế giới mới kiểu Nga với mục tiêu hợp tác và công bằng cũng cần những công cụ như vậy, và chức năng của các công cụ đó phụ thuộc vào việc Nga muốn xây dựng một căn nhà như thế nào. Chúng ta cần xem căn nhà mà Nga xây dựng sẽ có định hướng ra sao, hình hài ra sao, thì chúng ta sẽ hiểu các công cụ như các quỹ, các tổ chức mà Nga muốn thành lập sẽ đóng vai trò nào, có đặc điểm gì để phù hợp với việc xây dựng một ngôi nhà mà Nga đang triển khai. Một ngôi nhà vì mục tiêu hợp tác, công bằng và tôn trọng các giá trị riêng biệt. Và ngôi nhà mà Nga đang xây dựng có hình hài ra sao? Hay nói cách khác, trật tự thế giới của Nga trông nó sẽ ra sao? Đó là nội dung của video phần tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly cà phê. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.